Đồ Nhật Thanh Huyền xin được kính chào toàn thể tất cả các bác đã đến với kênh YouTube Đồ Nhật Thanh Huyền. Hôm nay Đồ Nhật Thanh Huyền lên sóng một cái em máy làm bánh mì với kiểu dáng hình chữ nhật, các bác thấy có các chế độ làm bánh và rất là dễ dàng luôn. Nhìn vào hình ảnh chúng ta thấy đó là có chế độ nướng bánh với chế độ bánh mì gối, cái bánh mì lát đấy các bác, và cái bánh mì mềm cũng như là bánh ngọt và cả pizza các bác ạ. Nhìn vào hình ảnh chúng ta thấy là có pizza bánh ngọt này, cũng như là bánh mì gối đây. Đây là một cái sự lựa chọn rất là tốt cho các mẹ muốn đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm cho các con, cũng như là thay đổi các món ăn cho các con đấy ạ. Rồi, thao tác thì rất là dễ dàng, đơn giản. Chúng ta thấy rằng đây có một cái lỗ là chứa men khô ở đấy. Đó, em này cấu tạo là hình chữ nhật ở hai bên. Đó, đến từ thương hiệu Desano với mã là SD. Ồ, rồi, chủ tịch SD cái gang BT5 đó. Đây, đây là cái cối làm bánh đấy các bác ơi. Nói phải nói rằng là em này là hàng đã qua sử dụng, nhưng mà cái cối bên trong rất là đẹp, chúng ta nhìn thấy ạ, không có bị chầy gì hết luôn, đảm bảo rằng là bánh sẽ không bị dính. Đấy, bên trong lại chỉ có một vài cái vết đốm nhỏ kia thôi, dùng cực kỳ là ít. Đây là một cái em hàng lướt các bác nhé. Đó, và chúng ta khi chúng ta cho vào, chúng ta sẽ hơi xoay xoay chéo chéo một xíu, thế là cho vào đúng khớp. Đó, và em này thì đấy, bên trên này chúng ta nhìn thấy là đây là cái chỗ mà thả bột men khô xuống đấy. Rồi, chúng ta sẽ quan sát ngoại hình. Bên trái này, đây chính là cái chỗ mà để dây dây điện của máy, cực kỳ là gọn luôn, được giấu ở bên trong vào một cái hốc này. Khi chúng ta dùng, ta sẽ bỏ ra. Rồi, em này thì là một cái em mà cái công suất là 450W các bác nhé. 450W là với công suất này chúng ta cần phải cắm qua cái đội nguồn tối thiểu là 650V A trở lên. Đời đời cổ sản xuất năm 94 nhưng mà vẫn hoạt động tốt và dùng cực kỳ ít luôn. Đó, màu trắng thì rất là trang nhã và bảo hành 6 tháng và hỗ trợ trọn đời sau bảo hành cho các bác luôn. Và chúng ta thấy rằng là cắm điện vào thì chúng ta sẽ chọn menu, ấn menu này. Đó, đây là cái chế độ bánh mì thường 4 tiếng sau đúng không ạ, nướng rồi. Và bánh mì mềm hơn thì là sẽ là 5 tiếng, còn làm bánh ngọt là 1 tiếng rưỡi, cũng như là làm bánh pizza từ đây chỉ có 45 phút thôi. Chúng ta sẽ chọn các chế độ, một trong 4 chế độ này, chúng ta ấn menu. Và các bác hoàn toàn yên tâm là Đồ Nhật Thanh Huyền sẽ có bản dịch tiếng Việt cho các bác tất tần tật các chế độ này, để chúng ta dù không biết tiếng Nhật chúng ta vẫn dùng được. Đó, và chúng ta đây, chúng ta sẽ ấn nút bật đấy, tắt bật là 2 trong 1 luôn. Thì 45 phút rồi chúng ta sẽ mở ra kiểm tra cái chân vịt này, đảo rất là mạnh luôn, hoạt động rất là hoàn hảo tất cả các chức năng các bác nhé. Rồi tắt đi 2 trong 1 đấy, menu ở đây. À, chế độ bánh mì mềm 4 tiếng, cái thông thường mọi người sẽ chọn cái chế độ đầu tiên các bác ạ. Chúng ta sẽ thấy ạ, rồi cái bánh chân vịt đảo rất là nhiều luôn. Và em này thì Đồ Nhật Tây Huyền đang thanh lý giá chỉ với là 2 triệu đồng mà chúng ta sở hữu ngay được một cái em máy làm bánh mì đến từ thương hiệu Đình Đám National. Đó, hoạt động hoàn hảo tất cả các chức năng luôn. Giá này chưa bao gồm phí ship và bộ đổi nguồn. Luôn luôn ưu tiên bác nào mà chuyển khoản hết trước 100% thì sẽ được bao ship toàn quốc các bác nhé. Ngoài các mẫu này ra thì Đồ Nhật Tây Huyền còn rất nhiều mẫu làm bánh mì khác nữa đến từ thương hiệu Panasonic hay là Jujirushi. Mời các bác liên hệ theo số điện thoại góc phải màn hình chúng ta đang thấy để có thể được tư vấn chi tiết cụ thể hơn. Cũng như bác nào ưng ý em này rồi thì hãy liên hệ ngay với Đồ Nhật Thanh Huyền nhé. Video xin phép được dừng tại đây. Xin chào và hẹn gặp lại các bác vào những video tiếp theo của Đồ Nhật Thanh Huyền.